Hey guys, chào mừng mọi người đã đến với channel Live VF. Thì hôm nay chỉ còn một vài ngày nữa là Tết thôi. Mình đang rất rảnh thì hôm nay ngồi cà phê để chia sẻ với mọi người về cái tip về những ngày nghỉ ăn Tết á, thì mình giữ giá như nào để không cho lên cân. Làm sao mà để khi mà ăn Tết xong rồi mình ra ngoài phòng tập mình nhìn vào gương á, thì mình cảm thấy không bị bất ngờ với cơ thể mình. Thì cũng đơn giản thôi, thì những cái ngày nghỉ như thế này tất cả mọi người đều nghỉ, các phòng tập cũng nghỉ á, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tập luyện ở nhà với những cái bài tập mà mình đã làm và chia sẻ với mọi người rồi, những cái bài cardio ở nhà và những cái bài tập bụng ở nhà hoàn toàn không cần thiết bị gì, mà cái độ hiệu quả của nó cực kỳ là kinh khủng luôn. Thì các bạn hãy tập 15 đến 20 phút tùy theo cái độ bận rộn của mình. Thì mình biết rằng là ngày Tết á, thì các bạn cũng rất là rảnh, có khi thì có người thì ăn ngủ hoặc là đi chơi với bạn bè. Thì cái tip đầu tiên á, thì mình muốn nói với các bạn đó là các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch. Ví dụ hôm nay đi sang nhà ông bà chúc Tết rồi xong rồi về làm cái gì á, thì các bạn nhắm trước rằng là các bạn sẽ tập vào lúc nào, lúc buổi sáng hay buổi chiều, vào thời gian nào, thì các bạn lên cho mình một cái kế hoạch trong ngày, ngày mùng 1 đi đâu, ngày mùng 2 đi đâu và ngày mùng 3 đi đâu, lên cho mình cái kế hoạch nhá. Rồi mình sẽ tập luyện để cho cơ thể của mình, tại vì ngày Tết á, ăn uống thì có rất là nhiều đồ ăn, đi đến nhà nào cũng ăn, đi đến nhà nào cũng uống. Cho nên là mình khuyên thứ hai, cái tip thứ hai là các bạn nên uống nhiều nước. Tại vì uống nhiều nước á, nó cũng hỗ trợ cho việc giảm cân rất là nhiều, thanh lọc cơ thể và giúp cơ thể của mình nó tỉnh táo. Và nó uống bia, uống rượu vào á, đi đến chúc Tết mọi người thì phải uống bia, uống rượu, thì các bạn nên uống rất là nhiều nước. Và ăn á, thì ăn trái cây, ăn hoa quả nhiều ha, thì ăn trái cây rất là nhiều vào, nước cam. Thì việc uống nhiều nước á, thì nó cũng giúp các bạn no hơn á, thì các bạn không cảm thấy đói và muốn ăn nhiều, cho nên là hãy uống nhiều nước nha. Rồi tip thứ hai là tip về ăn uống, thì các bạn đi đến nhà mọi người chúc Tết thì nhà nào cũng có khay mứt Tết bánh kẹo á, thì mình nghĩ rằng là người ta mua đồ mứt Tết bánh kẹo thì có hạt điều và các loại hạt á, thì mình nghĩ là các bạn nên ăn các loại hạt và hạn chế ăn những cái đồ ngọt thôi ha. Mặc dù thích thì mình ăn cũng ít thôi, thì mình chủ yếu là mình ăn hạt, các loại hạt, hạt điều và uống trà cũng rất là tốt đó. Còn gì nữa không nhỉ? Bà ăn, đúng rồi, khi mà vào tiệc á, thì mình khuyên các bạn là nên ăn theo trình tự, thì mình nên ăn rau củ trước, đó là những cái chất xơ trước á, sau đó thì mình ăn đến protein và cuối cùng là carbohydrate. Thì việc ăn như thế thì sẽ rất là có lợi cho mình trong cái hệ tiêu hóa đó. Thì ngoài ra thì ngày Tết á, thì có rất là nhiều những cái đồ mà nướng hay đồ chiên hay là lẩu hay là gì đó, thì các bạn nên ăn kèm thêm nhiều cái dưa món á, ví dụ như củ kiệu và hành muối. Thì mình thấy là văn hóa ở người Việt mình thì mọi người hay chuẩn bị những cái món dưa món vào các bữa ăn, thì các bạn nên ăn cái đó. Thì dưa món đó thì hình như là được lên men, thì nó có nhiều những cái acid mà nó sẽ làm tan cái mỡ, cái lượng mỡ mình hấp thụ á, lượng chất béo mình hấp thụ từ các đồ ăn vào, thì các bạn nên ăn các món dưa món đấy nhiều hơn một chút nha. Thì tip thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn trong lúc ăn á, thì các bạn hãy nhai thật là kỹ á. Thì vì khi nhai thì cũng giúp cho cái cơ hàm này của mình này nó được tập luyện. Con gái thì nó sẽ thon gọn hơn và con trai thì sẽ phát triển và nhìn nó cũng rất là men hơn á. Thì cái quan trọng nhất á, là khi mà ăn nhai kỹ thì mình sẽ tiết ra nhiều enzyme để cho giúp cho hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa ha. Và tip thứ tư mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn hãy ngủ á, phải ngủ đúng giấc và ngủ đủ để thì cái cơ thể của mình nó mới tái tạo được. Thì các bạn nếu mà để rơi vào cái tình trạng thiếu ngủ thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển hormone á, sẽ gây cho các bạn là những cái như kiểu là cáu gắt hoặc là muốn ăn nhiều hơn á đó. Và
Nếu mà ngủ đúng giấc thì sẽ tái tạo được năng lượng và các bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn để mà tập luyện hay là cũng như là đi đến nhà mọi người để mà chúc Tết hoặc là đi chơi, đi du lịch. Và tip thứ 5 mình muốn chỉ cho các bạn đó là khi mà trong cái trường hợp mà các bạn đến nhà người thân á mà có là uống rượu, uống bia thì ngay sau đó thì mình khuyên các bạn hãy nên uống cho mình một ly nước chanh thật là lớn á. Tại vì uống nước chanh sẽ giúp cho mình giải được rượu á. Và cái quan trọng nhất là khi mà mình uống nước chanh thì trong nó sẽ giúp cho mình thư giãn dạ dày, nó cũng rất là tốt. Và nó sẽ vitamin C sẽ giúp triệt tiêu được cái lượng mỡ từ thức ăn hấp thụ vào trong cái dạ dày của mình. Và uống nước chanh cực kỳ tốt, tái tạo da và giúp cho mình sảng khoái hơn. Trong các ngày nghỉ Tết á, thì thói quen sinh hoạt của mình nó cũng dần dần thay đổi. Thì cái quan trọng nhất thì các bạn đừng có quên uống protein nha. Phải luôn luôn nhớ dạy cái là mình phải uống protein ngay. Và uống cho mình một cốc nước lọc thật là lớn. Và hãy nhớ rằng là tập luyện ha. Phải tập luyện. Tập luyện 15 phút thôi. Hoặc là 10 phút thôi. 5 phút thôi. Nó cũng còn tốt hơn là không tập luyện. Có khi mà các bạn nếu mà thực sự mà mệt quá hay là gì đó mà không muốn tập luyện thì các bạn cũng tập luyện trên giường chẳng hạn. Cũng có cái thói quen tập luyện trên giường, các bạn nằm này này. Xong các bạn đưa tay như này, đó, đó. Thì các bạn tập cho cái phó cơ bụng của mình. Quan trọng là mình đưa cái sự tập luyện á, cái tập luyện vào trong cái tư tưởng này của mình này. Lúc nào mình cũng tạo cho mình cái động lực để mình tập luyện. Đó, thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Và các bạn luôn luôn có cái thói quen để mà giữ dáng nó tốt hơn. Và dáng của bạn á, lúc nào cũng sẽ fit hơn. Và cái quan trọng nhất á, mình muốn khuyên các bạn là các bạn hãy tin tưởng vào bản thân. Ok, dù có lên cân hoặc là dù có ăn lỡ ăn nhiều đi chăng nữa thì sau này mình cố gắng thì cũng được thôi. Thì các bạn phải cố gắng tin tưởng vào bản thân. Nếu mà các bạn cứ không tin tưởng vào bản thân mình mà mình sẽ không làm được cái đó thì chắc chắn là mình sẽ không làm được cái đó. Tương đương là trong cái tư tưởng của mình hãy tin tưởng vào bản thân mình sẽ làm được đó. À, từng tí một thôi ha. Không phải thoải mái lên. Làm sao giờ cho cái tư tưởng mà cái động lực của mình nó thực sự là thoải mái thì nó mới có thêm rất nhiều các động lực để mà mình còn tập luyện đó. Thì trước khi mà nghỉ Tết ấy, thì mình cũng đang order cho một cái dây, đó là dây kháng lực. Mình sẽ mua một cái dây kháng lực nhỏ nhỏ này thì mình sẽ tập các bài về dây kháng lực đó. Thì sắp tới thì mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn các bạn mà tập luyện về cái dây kháng lực đấy nha. Nó cũng rất là hữu ích đó. Thì cái dây kháng lực đó thì mình thường dùng để khởi động này, tập tay và nói chung là cái dây kháng lực đấy là tập hết cho tất cả mọi thứ luôn. Đó, ngoài ra thì mình chống đẩy và tập các bài tập bụng. Thì các link mà tập luyện ở nhà mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy xem và tập luyện theo mình. Mình xin khép video lại tại đây. Mong các bạn ủng hộ nhóm, like và subscribe giúp nhóm phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.